Em tiến thiệt chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Đấy, tiếp tục về chương trình video trong buổi tối hôm nay. Lên bác một số sản phẩm bên em đang phân phối cũng như là quay trực tiếp báo giá cho quý cô bác chị nhà mình. Bác nào có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Số em là 0967128399. Các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với em số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn các bác nhá. Đấy thì hôm nay em sẽ quay một số mặt hàng mới như là chiếu này. Đó, chiếu điều hòa bên em lại tiếp tục về nhá. Rồi sen kê bên em vẫn còn hàng nhá. Sen kê trị giá là 1.300.000. Đó thì các bác có thể xem lại những video cũ. Túi đồ nghề rồi là mũ quân đội và một số sản phẩm đồ gia dụng khác nhé. Đấy thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem những sản phẩm rồi video mới nhất của mình em. Đấy thì số hotline của bên em đây có nhá. Đấy. Quy cách của em bên em thì rất là đơn giản thôi. Các bác mua hàng cái hóa đơn trên 400k thì sẽ được miễn phí ship. Ngoài ra thì bên em giao hàng toàn quốc, nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng, thanh toán. Đó, còn những cái sản phẩm nào bên em báo bao ship trực tiếp ở trên video thì những cái sản phẩm đấy sẽ được bao ship nhá. Các bác lưu ý như thế, những cái sản phẩm sẽ được bao ship. Đó thì các bác lưu ý vấn đề là như thế. Các bác lưu ý một cái vấn đề nữa là các bác đã đặt gọi điện đặt hàng thì các bác không nên nhắn tin. Và các bác đã nhắn tin đặt hàng thì các bác không nên gọi điện, tránh tình trạng là shop em nó lên đơn nhiều lần nhá. Đấy, gửi nhầm đơn nó bị nhầm lẫn rồi là ảnh hưởng đến hàng hóa các thứ nó rất là phức tạp không nhá. Đấy thì các bác lưu ý là đã nhắn tin đặt hàng chốt đơn thì không gọi điện, hoặc các bác đã gọi điện chốt đơn đặt hàng thì không nhắn tin. Đấy, tránh tình trạng shop lên đơn nhiều lần. Đó thì em sẽ đi vào cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay. Cái sản phẩm tiếp theo lên các bác là cái dòng kem đánh răng nhá. Đấy, dòng kem đánh răng của thương hiệu Sunstar này. Đấy, Sunstar nhá, Sunstar. Đấy, hàng chính hãng Nhật Bản luôn nhá. Hàng này dùng thì cực kỳ thích các nhá. Đấy, con này thì cái trọng lượng một cái hộp kem của nó là 170g nhá. Hàng dùng cực kỳ thích luôn. Đây. Đó, một cái lọ kem của nó nha. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đấy, về các bác dùng thử cho em. Rất là ngon luôn nhá. Đây này. Các bác có thể lên mạng search cái cụm từ là kem đánh răng Sunstar thì nó sẽ ra nhá. Đấy, kem đánh răng Sunstar nó sẽ ra. Đấy, kem trắng răng muối Nhật Bản Sunstar nhá. Đấy, loại bỏ ố vàng và màng bám nhá, chống sưng viêm nếu nhanh chóng. Đó, đây. Nó có cái tinh thể muối này rồi là tinh chất bạc hà. Đấy, băng kinh soda và nano bạc nhá. Đấy, silicone này, nó giúp răng trắng sáng nhanh này, chỉ sau một vài tuần sử dụng này. Tránh nguy cơ bị viêm răng lợi nhá. Con này nó cũng chứa một cái tinh thể muối này. Đấy, cái tinh thể muối này nó rất tốt cho cái phần lợi của mình nhá. Đấy, xử lý hôi miệng. Rồi là củng cố men răng. Đấy, củng cố men răng hiệu quả nhá. Đấy, cho cái tình trạng ê buốt là nó sẽ loại bỏ luôn. Đó, một chiếc tuyết kem đánh răng chính hãng của thương hiệu Sunstar nhá. Đấy, rất là nhiều công dụng, cực kỳ nhiều công dụng, nó chứa một cái tinh chất muối này. Các bạn nhìn này, đấy, nó rất là tốt cho lợi của mình nhá các bác nhá. Đấy, rất là tốt cho lợi của mình. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm kem đánh răng Nhật Bản đi. Đấy, kem đánh răng Nhật Bản bên em đang bán cái tuyết kem đánh răng này. Với giá là đi 100k nhé, 100k cho một sản phẩm này. Các bác lưu ý là ở thị trường đang bán giá, có những người đang bán 150 cho đến 200 một tuyếp nhé. Đấy, giá cực kỳ cao luôn. Đấy, như bên em bán giá cực kỳ tốt vì bên em về số lượng nó nhiều. Nên là giá rất là tốt cũng nhá. Giá là chỉ có 100k cho một cái sản phẩm tuyếp của anh Trăng thôi. Đấy, 100k một tuyếp nhá. Giá cực kỳ tốt luôn. Đây, 100k một tuyếp nhá. Các bác lên mã cho vào cái sản phẩm kem anh Trăng Sunstar Nhật Bản này. Đấy, 100k một chiếc nhá. 100k cho một típ này, một típ của nó là 170g nhá, 170g. Đã có bản đã có kem đánh răng rồi thì bên em cũng có kèm luôn bàn chải nhá. Đấy, cũng có kèm luôn bàn chải và cái bàn chải rất đặc biệt, bàn chải dạng bàn chải điện nhá. Đấy, các bác không cần phải đánh như những cái dạng bàn chải truyền thống. Các bác chỉ cần cho mồm và các bác bật nút và các bác tự động con này sẽ đánh nhá, tự động nó sẽ đánh. Đấy, gọi là bàn chải điện hoặc là bàn chải tự động nhá. Đấy, full combo bộ sản phẩm thì nó sẽ có một cái thân bàn chải nhá. Đấy, bên trong sẽ có tích hợp pin, dùng thì các bác dùng khoảng tầm 15 ngày các bác với sạc pin một lần nhá. Đấy, khoảng tầm 15 ngày các bác sạc pin một lần. Đấy, đi kèm thêm combo thì nó sẽ có gồm có 4 bàn chải này, một cái phần dây sạc này, đấy, một cái dây sạc. Về con này các bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình thì nó có sạc bình thường thôi. Đấy, con này thì nước nôi các bác dúng thoải mái luôn nhá, hàng chống nước mà. Đây, đây là phần chân cắm sạc này. Đó, về các bác nước nôi thoải mái luôn, không vấn đề gì. Đấy, còn đây cái đầu bàn chải này, các bác xoáy đúng vào cái cá này anh em này, xoáy đúng vào cái cá này, các bác xoay cho. Đấy, vào đúng cái cá rất ngon. Nó có những cái chế độ ví dụ như là chế độ cho làm trắng răng này, chế độ cho răng yếu này, răng khỏe này, rồi làm sạch này, làm sạch lợi các thứ này, mấy chế độ cơ. Đấy, nói chung là những cái chế độ này nó phù hợp theo từng người. Đấy, có những người là răng yếu rồi là lợi yếu các thứ, giờ thì các bác dùng theo đúng cái chế độ của nó, làm sao mà các bác phải đánh thử đánh test làm sao nó phù hợp với chế độ thì các bác dùng cái chế độ đấy các bác nhá. Đấy, con này thì nó dùng rất là khỏe luôn, có những cái chế độ dùng rất là khỏe nhá, dùng nó đánh tung cái mảng bám nó luôn nhá. Đây này, em sẽ di đây để các bác phải cảm nhận đây này. Đấy, nó dùng rất khỏe nhá.
Dùng nó kêu o luôn này. Đấy, dùng nó kêu o luôn. Con này thì các bác muốn tắt đi các bác giữ lì cho em. Bật thì các bác ấm một lần thôi. Chuyển qua các chế độ đấy, các bấm cái nút này. Đấy, còn các bác giữ lì thì nó sẽ tắt thôi nhá. Giữ lì nó sẽ tắt. Còn tổng quan nó đây. Đấy, con này đánh cực kỳ mạnh nhá. Nó đánh tung bằng bám luôn. Đấy, đánh tung bằng bám luôn nhá. Rất là ngon luôn. Mà giá thì cực kỳ tốt nhá. Các bác lên mã cho em là cái bàn chải đánh răng điện đi. Đấy, bàn chải điện. Hoặc là bàn chải đánh răng điện. Bên em đang bán với giá là đi 100k một chiếc nhá. 100k cho một cái sản phẩm bàn chải đánh răng điện này. Đấy, 100k một chiếc, giá cực kỳ tốt, cực kỳ ưu đãi nhá. Đấy, thì đây, full combo đây, gồm có một thân này, rồi là bốn cái đầu bàn chải cho bác thay thế và một cái cọng dây sạc. Đấy, sạc một lần các bác dùng khoảng tầm 15 ngày nhá, khoảng tầm 15 ngày. Đấy, nói chung là dùng khá là ngon luôn. Đấy, hàng ngon, uy tín nhá, 100k một chiếc nhá. 100k một chiếc bàn chải điện đánh răng điện nha. Một số sản phẩm về đồ điện nước thì ở đây em có cái dòng vòi nước này. Đấy, dòng vòi nước đóng ngắt này. Đấy, con này thì các bác cứ lên mã cho em là cái sản phẩm vòi lượn nhá. Cái phần chua này của nó sẽ lượn này. Đấy, thì bên em hay gọi là vòi lượn nhá. Vòi lượn, con này của thương hiệu Osaka Japan này. Đấy, gen ra gen vào đều là gen 21 nhá. Gen này gen vào này. Chất liệu là inox 304 nhá. Hàng cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, dạng inox bóng nhá. Ở đây nó cũng có gen luôn nhá. Đấy, nghĩa là đầu ra có gen, đầu vào có gen. Nghĩa là đầu này các bác có thể kết nối những cái sản phẩm nó có gen này, các bác kết nối luôn được. Còn không dùng nữa thì các bác lắp cái chụp vào cho em nhìn cho nó thẩm mỹ nhá. Nhìn thẩm mỹ. Đó, một chiếc vòi lượn nhá. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm vòi lượn đi. Đấy, vòi lượn này. Vòi lượn nhá. Vòi lượn. Bên em đang bán cái sản phẩm vòi lượn này với giá là 130k cho một cái chiếc vòi này nhá, 130k. Chất liệu là inox 304 nhá, hàng cực kỳ chắc chắn luôn, cầm rất là đầm tay nhá. Đấy, vì cái inox của nó dày này, các bác nhìn này. Đấy, inox cực kỳ dày nhá, dùng cực kỳ ngon luôn. Khóa khiếc đóng rất là êm nhá. Đấy, đóng rất là êm này. Đó, đóng rất là êm nhá. Vòi lượn nhá, 130k cho một cái sản phẩm nhá. Đấy, 130k cho một cái sản phẩm vòi lượn nha. Cái sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái dòng vòi sen đơn này, hoặc là vòi sen lạnh nhá. Các bác lên mã cho là cái dòng vòi sen đơn hoặc là vòi sen lạnh đi. Con này thì một đầu vào, đấy cũng gen 21 và hai đầu ra nhá, hai đầu ra. Hai đầu ra thì nó sẽ có hai cái phần khóa độc lập nhá. Nghĩa là đầu nào ra thì nó sẽ có khóa của đầu đấy, nghĩa là các bác dùng đầu nào các bác mở đầu đấy, không dùng các bác đóng đầu đấy vào. Đấy, dùng rất tiện nhá. Con này để các bác có thể chia chác chế cháo vào nhá. Đấy, chế cháo vào những cái dạng như kiểu là nhà mình nó bị lỡ rồi, không chế được ấy. Thì bác mua con này về các bác chế vào. Đấy, chế vào ví dụ một đường ra vòi xịt này, một đường ra vòi sen này này. Đấy, để về các bác chế cháo vào rất hay nhá. Đó, thì ở đây nó sẽ có hai cái đầu này đều có gen này. Các bác có thể kết nối vào những cái phần những cái đầu nó có gen khác. Đấy, thì rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện, và hai cái phần khóa đóng ra đóng vào rất êm nhá. Đấy, nghĩa là các bác dùng đầu nào các bác mở đầu đấy, dùng đầu nào mở đầu đấy. Thì bên em hay gọi cái con này là con sen đơn, hoặc là cái con này gọi là con sen lạnh nhá. Đấy, con vòi sen lạnh hoặc là vòi sen đơn nhá. Vòi sen đơn. Bên em đang bán cái con vòi này với giá là 230.000 thôi nhá. 230k cho một sản phẩm này. 230k. Đấy, 230k cho một cái sản phẩm vòi sen đơn và vòi sen lạnh nhá. 230.000 một bộ này. Chất liệu của nó thì là inox 304 nhá, hàng cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, cầm rất là nặng tay này. Đây này. Đấy, inox rất dày nhá. Đấy, 230k, hàng cực kỳ chắc chắn luôn. Của thương hiệu Osaka Japan nhá. Đấy, vòi sen đơn, vòi sen lạnh. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái dòng vòi đồng tăng áp này. Đấy, dòng vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này về các bác mua về chế cháo rồi là phun tưới cây cối các thứ rất hay nhá. Các bác có thể kết nối vào cái phần vòi nhà mình và đi kèm thêm, bên em sẽ có kèm thêm là một cái vòng đai siết này, để về các bác siết, các bác bắt kết nối các bác siết vào để cho nó chặt vào. Đấy, rất là tiện nhá. Con này thì nó có thể điều chỉnh chế độ nước này. Đấy, chế độ phun mạnh, phun nhẹ, phun xa, phun gần, phun xương với chiếc này. Đây, các bác xoáy đây em này. Đấy, điều chỉnh chế độ nước đây. Đấy, rất là hay nhá. Đấy, chất liệu là hàng đồng luôn nhá, hàng đồng nguyên khối nhá, cực kỳ ngon. Các bác lên mã cho là cái vòi đồng tăng áp đi. Đấy, vòi đồng tăng áp dùng để tưới cây cái kia các thứ ra. Bên em đang bán một cái sản phẩm này, một cái vòi này với giá là 50.000 một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc vòi nhá. Đấy, 50.000 một chiếc, giá cực kỳ tốt nhá. 50.000 một chiếc này. Đấy. Cái sản phẩm tiếp theo lên cho bác là một số dòng móc khóa với anh em nhá. Đấy, một số dòng móc khóa với anh em này. Đấy, đầu tiên là cái con móc khóa bật bia này. Đấy, móc khóa bật bia nhá. Đấy, con này thì hàng nó dạng hàng đúc luôn nhá, cực kỳ chắc chắn nhá, to tát chắc chắn này. Đấy, một đầu các móc này, đầu này vòng đeo này các bác có thể móc chìa khóa này. Đấy, rất là ngon nhá. Đây, một chiếc móc khóa bật bia nhá. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là cái móc khóa bật bia đi. Bên em đang bán cái sản phẩm móc khóa bật bia này với giá là đi 80k một chiếc nhá. Đấy, 80k một chiếc. Con này ngoài chức năng móc, nó có một cái chức năng là khui bia đây này. Đây là cái phần ngoạm này để nó khui bia này, rất là ngon này. Đó. 80k thôi nhá. Đấy, 80k cho một chiếc móc khóa bật bia này. Đó, ngoài ra thì bên em có cái dòng móc khóa thủ công này.
móc khóa thủ công nhá. Đấy, con này thì 100% của nó uốn bằng tay luôn nhá, 100% uốn bằng tay luôn. Nên hàng dùng cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, của nó uốn là dạng inox 304 luôn nhá. Đấy, dùng không gì luôn nhá. Dùng rất là ngon. Đấy, rất là êm luôn, ái luôn này. Nhìn rất đẹp nhá. Đấy, dạng móc khóa thủ công 100% làm bằng tay nhá. Đấy, cái phần móc đeo thứ này. Đấy, móc cạp này, rất là ngon này. Đó, 100k cho một chiếc móc khóa thủ công này. Đó, ngoài ra thì bên em có cái dòng là móc khóa thần tài này. Đấy, móc khóa thần tài nhá, móc khóa thần tài. Đấy, thì ở đây nó có ví dụ như là cái hồ lô này, rồi là túi tiền, lá tiền vàng các thứ này. Đó, thì tổng quan móc khóa thần tài nhá. Về các bác có thể mua về sưu tầm, chơi bài các thứ dùng rất tiện nhá. Đây. Đấy, 50.000 một chiếc nhá. 50k cho một chiếc móc khóa thần tài. Đấy, 50.000 chiếc, giá cực kỳ tốt nhá. 50.000 một chiếc thôi. Đấy thì em có cái bảng giá cụ thể đây. Móc khóa bật bia thì là 80.000, móc khóa thủ công thì là 100.000. Còn cái phần móc khóa thần tài thì là 60.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo lên đây bác là cái dòng cối chày nhá. Đấy, bên em vẫn còn dòng cối chày. Đấy, con cối chày này. Đấy, của thương hiệu Wailing thôi nhá. Inox 304 nhá. Đây, made in Germany này. Đấy, đây. Thân này, đó thì đi kèm bộ sản phẩm thì sẽ có là một cái cối như này, một cái cối này. Và một cái nắp đậy này. Cái nắp đậy rất hay. Các bác mỗi lần các bác dã là nó không bị bắn ra ngoài nhá. Đó, và một cái cối, một cái chày để các bác dã này. Đấy, về bác gia đình các bác dã rất ok. Đó, rất là sạch sẽ nhá. Cối nhỏ nhá, các bác lên mã cho nó cối nhỏ đi. Đây em sẽ đo với kích thước của nó này. Đi vào cái kích thước của nó nhá, để bác dễ hình dung này. Cái con này cái phần chày của nó là đi 15 này, chày nó là dài 15 cm. Cái cối này này, cối này cái đường kính của nó là 10 cm này. Cái chiều cao của nó là đi 8,5 cm, gần 9 cm này. Đấy, gần 9 cm. Đấy, rất là ok nhá, một chiếc cối chày. Con này thì bên em đang bán với giá là đi 250k. Đấy, giảm xuống là chỉ còn có 230.000 cho một chiếc cối chày nha. Đấy, 230.000 và sẽ được bao ship nhá. Các bác lên mã cho là cái bộ cối chày nhỏ đi. 230.000 cho một bộ thôi nhá. Và bao ship nhá, giá cực kỳ tốt. 230k nhá. Đấy, bao ship của thương hiệu Wailing. Inox 304 nhá, hàng cực kỳ chắc chắn luôn, dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Tiếp theo là một số sản phẩm về dao thái như dao chặt nhá. Đấy, thì bên em vẫn còn cái dòng dao thái của thương hiệu Gunbo này. Đấy, Yoshikin Japan này. Đấy, Yoshikin Japan thôi nhá. Đấy, Yoshikin Japan, hàng dùng cực kỳ chất lượng nhá. Các bác lên mã cho em là cái con này là con thái S1 đi. Đấy, thái S1 thôi nhá, thái S1. Thái S1 thôi nhá, thái S1. Thì em đang bán cái con này là 220k cho một sản phẩm và bao ship thôi nhá. Đấy, bao ship. Giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, một con dao thái của Gunbo nhá, dao thái của Gunbo này. Gunbo Yoshikin Japan này, hàng dùng cực kỳ chất lượng nhá. Đây em sẽ đo với cái tổng thể cho bác kích thước để bác nắm dễ hình dung này. Con này cái tổng chiều dài của nó là đi 30 cm này, 30 cm. Phần bản lưỡi của nó dài là đi 17 cm này, bản lưỡi dài 17 cm. Bản rộng lưỡi của nó dài là gần 5 cm luôn nhá, rộng gần 5 cm. Đấy, rộng gần 5 cm, hàng cực kỳ sắc nhá, hàng cực kỳ bén và chất lượng luôn. Đấy, em sẽ lấy giấy test bác xem nhá. Có nhìn này, rất sắc luôn nhá. Đấy, rất là ngọt luôn này. Có thấy không? Cực kỳ ngon. Nói chung là con này về các bác dùng để thái lọc thì cực kỳ ok nhá. Đấy, giá thì cực kỳ tốt nhá. Các bác lên mã cho em là thái S1 đi, 220.000 một cây, bao ship. Tiếp theo thì lên cho bác là một cái con dao chặt của thương hiệu Gunbo này. Đấy, cũng của Yoshikin Japan nhá. Con chặt này nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá. Chặt khoảng tầm 5 lạng. Nói chung là con này về chặt gà chặt vịt ok. Hàng là hàng liền thân nhá. Tay cầm nó phần lỗ làm nhám chống trơn trượt này. Đó, đây. Gunbo Yoshikin Japan nhá, hàng cực kỳ to tát chất lượng luôn nhá. Con này về các bác chặt gà chặt vịt ok nhá, chặt gà chặt vịt ok. Đây em sẽ đo với kích thước của nó này. Con này thì cái tổng chiều dài của nó là đi 30 cm này, chiều dài nó 30 cm. Phần bản lưỡi của nó dài là 19 cm này, 19 cm. Bản rộng lưỡi của nó dài là 8 cm nhá, à rộng là 8 cm này, rộng 8 cm. Đấy, của thương hiệu Gunbo nhá, của thương hiệu Gunbo Yoshikin Japan nhá, Yoshikin Japan, hàng dùng cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, hàng dùng cực kỳ chất lượng, rất là sắc nhá. Các bạn nhìn này, những con dao chặt mà nó khía được giấy này thì rất là hiếm nhá. Đây các bạn nhìn này, rất ngọt luôn nhá, cực kỳ ngọt, cực kỳ ngon luôn nhá. Phía giấy phát một luôn nhá. Đây này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, nó khía giấy đi ngọt dẻo luôn nhá. Đấy, khía giấy đi ngọt dẻo luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đấy, Gunbo Yoshikin Japan. Các bác lên mã cho em là cái con chặt Nhật C1 nhá, chặt Nhật C1 đi. Đấy, bên em đang bán cái con này với giá là đi 280k nhá, 280k cho một con dao chặt này. Đấy, 280k con dao chặt như này. Và bao ship nhá. Đấy, bao ship luôn. Đấy, C1 280.000, bao ship nhá. Đấy, của thương hiệu Gunbo Yoshikin Japan. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác là một con chặt này. Đấy, con này nặng khoảng tầm 7 lạng nhá, nặng khoảng tầm 7 lạng đây này. Nó có mã đây luôn này. Đấy, CKTD 700g nhá, tức là nặng 7 lạng, cũ của thương hiệu Gunbo luôn, Yoshikin Japan. Con này để về các bác chặt những cái dạng xương lợn, xương heo thứ ok, xương bò ok này.
Đấy, hàng này nặng 7 lạng thì cầm khá là chắc tay nhá. Hàng rất dày luôn này. Đấy, dày cộp luôn nhá. Hàng là hàng liền thân nhá. Các bác dùng yên tâm sử dụng không lo long chui long cán luôn. Volvo Yoshikin Japan, hàng cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, con này thì giá cực kỳ tốt nhá. Các bác lên mã cho em là cái con dao chặt C2 đi. Đấy, C2. Con này nặng 7 lạng nhá, C2 này, C2. Con này thì bên em đang bữa trước bên em đang bán là 350. Như trong video này thì bên em đang giảm giá cho các bác là chỉ còn có 320.000 cho một cây dao C2 thôi. Nặng 7 lạng nhá, nặng 7 lạng. Đấy, 320.000 cho một cây dao chặt C2 7 lạng nhá. Đấy, và video ngày này thì bao ship luôn. Hôm nay thì cực kỳ nhiều sản phẩm bao ship nhá. C2 320.000 cho một cây dao chặt 7 lạng và bao ship nhá. Của thương hiệu Gunbo Yoshi Japan. Con này thì nó là ná con C1 thôi, nhưng mà con này nó nặng hơn con C1 một chút. Đấy, nặng hơn con C1 khoảng tầm 2 lạng. Con C1 là con 5 lạng thôi, C1 là 208, còn con C2 thì là 320. Hai con đều bao ship hết các bác nhá. Đấy, nặng 7 lạng, hàng cực kỳ dày luôn này. Các bác nhìn này, thứ thép rất dày nhá. Đấy, hàng cực kỳ ngon chất lượng. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác là một cái con massage 3D này. Đấy, con massage 3D nhá. Con này thì các bác có thể về massage chân, massage tay rất hay nhá. Đấy, ngồi xem tivi và các bác đau cổ vai gáy, đau chân, đau tay, đau người, đau ngậm, các bác mua về các bác vuốt này. Đấy, rất thích nhá. Đây này, vuốt này. Nói chung là rất thích luôn. Con này chất liệu của nó là dạng nhựa ABS cao cấp nhá. Đấy, dạng nhựa ABS cao cấp. Hàng dùng cực kỳ rất chất lượng luôn nhá. Đấy, bên em gọi là massage 3D nhá. Các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm massage 3D đi. Đây. Massage 3D này. Đấy, massage 3D quá nhá. Đấy, massage 3D. Con này thì bên em đang bán với cái giá là đi 70k nhá. 70k cho một sản phẩm đấy nhá. 70.000 cho một cái sản phẩm massage 3D này. Hàng dùng cực kỳ ngon nhá. Đấy, 70.000 một chiếc nhá. 70.000 cho một chiếc massage 3D nha. Cái sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái dòng hộp quẹt Zippo này. Đấy, dòng hộp quẹt Zippo. Con này của Mỹ nhá. Đây. Made in USA này. Đấy, hộp quẹt Zippo nhá. Hàng dùng cực kỳ chất lượng ngon. Đây. Đấy, có 3 màu. Cơ bản là màu đen này, màu trắng và màu đỏ nhá. Hàng thì kêu thành tạch tạch luôn này. Đây này. Đấy, rất là ngon nhá. Đây. Đấy. Bật lửa thì rất là nhạy nhá. Đấy, quẹt nhẹ cái lửa sáng trưng luôn nhá. Đấy, rất là ngon. Về các bác châm dầu và dùng thôi. Đấy, dòng Zippo nhá. Của Mỹ nhá. Đây. Made in USA này. Đấy, Made in USA. Đấy, thì bên em đang bán đồng giá 3 màu này. Đấy, bán đồng giá 3 màu trắng, đen, đỏ này. Với giá là đi 170k cho một sản phẩm đấy nhá. Đấy, 170k cho một sản phẩm Zippo này và sẽ được bao ship đấy nhá. Đấy, 170.000. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm Zippo Mỹ đi. Đấy, Zippo Mỹ. Đấy, hoặc là hộp quẹt. Đấy, 170k cho một sản phẩm này nhá. Các bác nhá, 170k cho sản phẩm này và bao ship nhá. Hàng dùng cực kỳ ngon chất lượng luôn nhá. Đấy, 170k một sản phẩm Zippo. Cái sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái dòng bẫy chuột thông minh nhá. Đấy, bẫy chuột thông minh chất liệu là nhựa ABS cao cấp nhá. Hàng dùng rất là nhạy. Đấy, con này thì dùng rất dễ dùng. Các bác chỉ cần lấy tay bấm cho em cái vào lẫy này. Đấy, để những cái chỗ chuột nó chạy qua chạy lại này, rồi là hang chuột, cửa chuột rất ok nhá. Phần này các bác có thể bỏ mồi đây. Đấy, hoặc các bác không cần bỏ mồi, các bác cứ để này chuột nó chạy qua cái này. Dính luôn nhá. Đấy, em chạm nhẹ cái dính luôn. Bẫy rất là nhạy nhá. Đây này. Đấy, bóp vào đây cái vào lẫy cái này. Dính luôn. Rất là ngon nhá. Đây. Đấy, rất là ngon nhá. Đây. Đấy, một chiếc bẫy chuột thông minh nhá. Các bác lên mã cho em là cái bẫy chuột thông minh nhá. Chất liệu là như ABS cao cấp nhá. Bên em đang bán cái sản phẩm này với giá là đi 20k một chiếc bẫy chuột thông minh nhá. 20.000 một chiếc bẫy chuột thông minh. Con này lưu ý các bác là các bác dùng xong, nếu mà các bác đã bẫy được chuột là các bác nên rửa đi nhá. Các bác nên rửa đi cho em. Đấy, rửa đi nên mất hết cái mùi chuột cũ đi thì các bác mới bẫy được nhá. Còn các bác cứ để là không bẫy đâu. Đấy, là nó sẽ ngửi cái mùi chuột cũ, nó là nó không vào đâu. Đấy, nên các bác bẫy được một con chuột nào các bác mang ra rửa sạch cho em. Con này thì nhựa nên các bác rửa thoải mái không vấn đề gì các nhá. Đấy, 20.000 cho một chiếc bẫy chuột thông minh. Tiếp theo thì lên cho bác là một cái bình xịt nhớt này. Các bác lên mã cho nó bình xịt nhớt 50.000 một bình này. Hàng chuẩn Nhật, Made in Japan. Đó, con này chuyên cho bác bơm dầu bơm nhớt nhá, rất là ngon. Đây. Mở ra và chiết dầu trên nhớt đây. Các bác dùng cho các bác thợ sửa xe cơ khí, các bác thợ may miếc các thứ hay xịt dầu nhớt rất là ngon nhá. Bóp thì rất là êm tay. Đấy, bóp rất êm tay này. Đấy, phịt rất là mạnh nhá. Con này thì ngoài chức năng phịt nhớt, nó có cái phần đầu rất hay, các bác có thể bẻ đi này. Các bác phịt những vị trí khó này. Đấy, các bác quay lại bẻ đi các thứ này. Đấy, bẻ uốn như các thứ này vào những vị trí khó này các bác phịt này. Đấy, rất ngon. Các bác lên mã cho nó cái bình xịt dầu đi. Bình xịt dầu nhớt bên em đang bán cái bình xịt dầu nhớt này với giá là 50.000 một chiếc các nhá. 50.000 một chiếc. Cái sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái dòng đuôi đèn lò xo này. Đấy, cái dòng đuôi đèn lò xo nhá. Các bác nhớ mã cho em là cái đuôi đèn lò xo vì bên em có mấy cái mã đuôi đèn cơ. Nên là con này gọi là đuôi đèn lò xo vì cái con này là phần đầu này. Đấy, nó dạng lò xo, các bác có thể uốn đi uốn lại này. Đấy, về con này các bác cắm vào điện bình thường. Đấy, đầu cắm rất to tát chắc chắn nhá. Đấy, và phần này đi đu xoáy rất là ngon nhá. Ở đây nó có một cái chức năng rất hay là công tắc bật tắt ở đây tích hợp đây luôn. Nghĩa là các bác lắp vào, các bác không muốn lắp đặt những cái công tắc ở ngoài vào, nó rất là lằng nhằng.
thì các mua con này về rất tiện nhá. Đấy, mua về chế cháo lắp đặt rất tiện nhá. Đấy, có thể uốn néo các thứ như này, nó rất tiện này. Kết nối với nguồn điện thôi và các bác dùng các bật, không dùng các bác tắt đi. Đấy, không dùng các bác tắt đi, dùng các bác bật lên nhá. Rất tiện luôn. Đấy, dạng đuôi xoáy này rất là ngon nhá. Các bác lên mã cho là cái sản phẩm đuôi đèn lò xo nhá, đuôi đèn lò xo. Bên em đang bán cái sản phẩm đuôi đèn lò xo này với giá là 50.000 một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc đuôi đèn lò xo nhá, 50.000 một chiếc, giá cực kỳ tốt. Cái sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái dòng túi đồ nghề này. Đấy, cái dòng túi đồ nghề của thương hiệu Daikin nhá. Đấy, dòng túi đồ nghề thương hiệu Daikin, hàng thì dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đây. Đấy, bên trong nó có dây đeo này. Đấy, dây đeo này, ngoài ra có tay sách nhá, tay sách này. Tay sách rất chắc chắn này. Đường kim mũi chỉ may thì rất là đẹp luôn nhá. Nói chung là may chuẩn chỉ luôn. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, đường kim mũi chỉ các thứ nhá, may rất đẹp luôn. Ngoài ra thì một cái ngăn chính bên trong to nha. Đấy, một cái ngăn chính bên trong to này. Đấy, và những cái ngăn phụ này, đấy ngăn phụ bên hông hông này, đấy có ngăn nghiêng các thứ, khóa khiếc kéo rất là êm nhá. Đây. Đó. Từ đây ngăn bên này đây. Đấy, có logo thương hiệu Daikin này, đấy logo thương hiệu Daikin. Phần bên hông nó có túi luôn này. Đấy, hông có túi, nói chung là rất là nhiều túi nhá. Các bác chứa được rất nhiều đồ hoặc các bác mang đi công trình các thứ là đựng đồ, đựng quần áo được. Luôn ngon luôn nhá. Đây. Cái phần đế này em sẽ quay bác phần đế này của nó này. Đế của nó may với gọi chất nhá. Đây này. Đấy, đế nó may đan nhá, may đan may dọc này, may ngang này, đấy nó đan nhau nhá, rất là chắc luôn. Nhưng cái phần đế này của nó may rất là kỹ này, đấy, may nó kỹ này thì cái đế của nó chắc nó bền nhá, đấy, may nó chắc nó bền, nó rất là ngon nhá. Con này thì cái số đo của nó thì là đi dài 50 nhá, dài 50, rộng 20 và cao 30 nhá. Đấy, thì bên em đang bán cái sản phẩm túi đồ nghề này với giá là 250.000 một túi nhá, 250.000 cho một sản phẩm túi đồ nghề của Daikin nha. 250.000 một túi, hàng này cực kỳ chất lượng, hàng bao xài bao dùng luôn. Hàng này thì về các bác cứ nhận hàng kiểm tra luôn, không ưng các bác trả về nhá. Nhưng mà nói chung là hàng này mà không ưng thì không còn cái hàng nào mà ưng nữa các bác nhá. Vì cái dòng túi này của nó quá chất lượng, bên em bán quá nhiều rồi, cái dòng túi Daikin này. Đó, 250.000 cho một cái sản phẩm túi đồ nghề của thương hiệu Daikin. Dài 50, rộng 3, rộng 20 và cao 30 các bác nhá. Đấy, đây là cái số đo của nó, 250.000 một túi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái dòng đèn bàn học này. Đấy, của thương hiệu Hitachi nhá, made in Japan. Đó, con này nó là dạng đèn tích điện nhá. Dạng đèn tích điện. Đó, dùng thì rất là hay. Đấy, mỗi khi mà nhà mình có mất điện hoặc các bác con này các bác mang đi công tác rồi làm thì rất là hay luôn nhá. Đấy, bật nút cảm ứng luôn này. Đấy, các bác chỉ cần chạm vào cái nút này cho em là nó cảm ứng luôn nhá. Đấy. Cái giải sáng của nó thì nó sẽ gồm có một cái màu đây, em sẽ bật lại từ đầu cho bác xem này. Đầu tiên của nó là màu trắng này. Tiếp theo là màu vàng này. Đấy, một cái màu vàng này thì các bác dùng thì rất là ok. Vì cái màu vàng này nó rất là hỗ trợ mắt rất là tốt nhá. Nên các bác dùng thì yên tâm là không lo hại mắt. Cái màu vàng này này. Đấy, cái màu vàng này thì được khuyến nghị là nên dùng màu vàng này. Vì nó bảo vệ mắt rất là tốt nhá. Đấy, và nhìn chữ của nó rất là thật. Đó, và ngoài ra thì có cái màu pha. Là cái màu pha của nó là cái màu pha lẫn vàng với trắng. Đó, thì nói chung là tùy nhu cầu sử dụng thì các bác dùng màu nào sao cho nó phù hợp màu đèn này. Đó, rất là ok luôn. Đấy, ba chế độ đèn khác nhau nhá. Đấy, đèn trắng, đèn vàng và đèn hỗn hợp. Ngoài ra đây là một cái phần lỗ để các bác cắm ống bút các thứ vào đây này. Đấy, dùng rất là hay. Màu trắng thì rất là đẹp nhá, trang nhã và để trên cái phần bàn làm việc của mình nhìn nó rất là lịch sự. Con này đằng sau của nó thì sẽ có là một cái nút on off này. Các bác phải về dùng, các bác bật cái nút on off lên cho em nhá thì các bác mới bật lên được. Còn các bác không bật cái nút lên không dùng được đâu. Và một cái cổng sạc của nó này, một cái cổng sạc DV 5V. Đi kèm thêm thì sẽ có dây sạc các thứ đi kèm đầy đủ luôn nhá. Đấy, hàng của nó là hàng mới nguyên hộp. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Hàng chưa có sử dụng đâu, hàng mới nguyên hộp luôn. Dây sạc thì cái dây này về các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình dùng là ok. Cái phần đèn này của nó là các bác có thể rẽ như này. Đấy, rẽ này. Đấy, chữa cánh nhau vào nó cụp vào như này. Đó, rồi là cụp lên cụp xuống này, dùng rất là tiện luôn. Đây em sẽ quay rộng cho bác xem nhá. Đó, quay rộng lên đây. Em để này. Đó, các bác có thể để đứng như này. Đấy, và xoay như này chẳng hạn này. Rồi là cụp như này, rồi là có thể cụp như này. Nói chung là tùy nhu cầu sử dụng. Đây, hoặc là ngửa lên như này. Tùy nhu cầu sử dụng nhá. Con này bật tắt thì các bác chỉ cần một nút một chạm luôn này. Đấy, một chạm này. Đấy, một chạm vào cái nút nguồn này rất ok luôn nhá. Đó, nói chung là dùng rất là tiện luôn. Thay đổi chế độ sáng cũng chỉ bằng một chạm vậy thôi. Đấy, hoặc là bật tắt bằng một chạm vậy luôn các bác nhá. Đó, thì cái sản phẩm đèn bàn học này. Đèn bàn học tích điện như này thì bên em đang bán cho bác một cái giá thì cực kỳ là tốt luôn. Đấy, 260k. Bao ship nhá. Đấy, các bác lên mã cho là cái đèn bàn học đi. 260.000 cho một chiếc đèn bàn học này và bên em sẽ bao ship nhá. Giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, 260k bao ship nhá. Đấy, con này nó sử dụng hàng đèn tích điện nên là các bác mang đi mang lại hoặc là dùng công tác các thứ là dùng rất là hay. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là một cái dòng hộp màu của thương hiệu Good Duck này. Đấy, Good Duck này một trong những thương hiệu nổi tiếng về sản xuất đồ chơi trẻ em rồi. Đấy, rất là nổi tiếng luôn.
Đây em sẽ mở hộp cho bác xem bên trong nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp, cực kỳ chất lượng nhá. Các bác nhìn thấy mê không? Đó, người lớn còn đang nhìn thấy mê, huống chi trẻ con. Bộ này các bác mua về tặng con tặng cháu là mình nhân dịp sinh nhật, hoặc là đợt này đang vào chuẩn bị vào đầu năm học mới này, các bác mua về đấy, tặng con tặng cháu mình có một chút gọi là làm động lực học hành thôi nhá. Đấy, hoặc là mua về cho con cháu nhà mình học tập vẽ vời đấy, tránh tình trạng là các cháu là xem tivi hoặc là internet tiếp xúc nhiều không tốt, thì mua bộ này về để cho con cháu tô vẽ thỏa sức sáng tạo nhá. Đấy, thì một cái bộ full combo nó sẽ gồm có một cái dạng là màu nước này. Đấy, màu nước rồi là màu bút chì này, bút chì màu, rồi là màu sáp này. Đấy, màu sáp, rồi là có những cái dạng màu vẽ như này, màu vẽ tranh. Đấy, và đây sẽ có bút vẽ tranh luôn nhá, bút vẽ tranh. Rồi là bút chì này. Đấy, rất là nhiều chi tiết nhá. Đấy, rất là nhiều những cái chi tiết nó rất là nhỏ luôn nhá. Nói chung là cái dòng này người ta sản xuất những cái hộp như này rất là chuyên nghiệp luôn. Ngọt bút chì này, tẩy này, keo dán này. Đó, rồi là màu sáp này, cực kỳ là ngon, thước kẻ luôn nhá, có thước kẻ luôn. Đầy đủ hết các nhá. Nói chung là full combo bộ sản phẩm hộp màu trẻ em nhá. Đấy, rất là nhiều màu đựng trong một cái cặp sách này, mang đi mang lại cũng rất là tiện luôn nhá. Đấy, các cháu mang đi mang lại rất là tiện luôn, sách rất là lịch sự luôn. Đó, nhìn như cái vali của nó nhá. Đấy, Good Duck Kit này. Đấy, Good Duck Kit, thương hiệu về đồ chơi trẻ em, hình con vịt các nhá. Đấy, nó lấy cái con vịt làm thương hiệu. Đấy, thì cái bộ sản phẩm bộ hộp màu trẻ em này thì bên em đang bán cho bác giá là 180k nhá. Các bác lên mã cho là bộ màu nước trẻ em. Màu nước trẻ em này. Đấy, hộp màu nước trẻ em có nhá, hộp màu nước trẻ em. 180k. Bao ship. Giá cực kỳ tốt luôn nhá, 180.000 cho một cái hộp màu nước trẻ em này. Và bên em sẽ bao ship nhá, giá cực kỳ là tốt luôn. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên đây bác là cái dòng máy đo huyết áp này. Đấy, máy đo nhịp tim thôi nhá. Đấy, của Đức có nhá, hàng nguyên hộp luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây là cái dòng máy đo huyết áp nhá. Con này nó của Đức này. Đấy, của Đức. Đây. Made in Germany này. Đấy, nó có địa chỉ luôn nhá. Đấy, địa chỉ của Đức luôn. Đây, mã vạch, mã cốt đầy đủ, hàng chuẩn Đức luôn nhá. Cực kỳ là ngon, chất lượng. Đó thì em sẽ quay chi tiết về phần máy này của nó này. Đấy, một cái máy này. Đấy, hiển thị về đo nhịp tim rồi là huyết áp rất là ngon nhá. Các bạn nhìn này. Đấy, get made in Germany này. Đó, thì giờ em sẽ test máy bác xem nhá. Con này nó sử dụng hai viên pin. Đấy, hai viên pin, các bác mở phần này ra. Đấy là nó sẽ thấy hai viên pin này. Các bác về lắp pin đây cho em và các bác dùng thôi. Đấy, về các bác tự mua pin lắp nhá. Đấy, hàng này bên em bảo hành cho các bác luôn nhá. Lỗi nhất thì bên em bảo hành cho các bác luôn. Đó, về các bác có thể dùng đo bắp tay, đo cổ tay cực kỳ ngon, chất lượng luôn. Hàng nguyên hộp luôn nhá, hàng nguyên hộp nguyên siêu. Giấy tờ các thứ đầy đủ đi kèm luôn nhá. Đấy. Đây này, con này dùng rất là dễ thôi. Đấy. Các bác chỉ cần bật cái nút nguồn này lên và tự động nó sẽ máy sẽ chạy này. Đó, đây này. Các thấy không? Đấy, nó phòng đây này. Đấy, để các bác đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ giờ rất là tiện luôn nhá. Các bác có thể đeo vào cổ tay, các bác đo hoặc là đeo vào bắp tay đều được các nhá. Đấy, cổ tay, bắp tay đều được, thì cái vòng của nó rất là rộng nhá. Đấy, tùy như cầu sử dụng của sao các bác dùng sao nó phù hợp. Đây em sẽ dùng test thử bác xem này. Em đang test vào cổ tay này. Đấy, các bác đợi tí nhá. Máy chạy này. Đó. Đấy, ấy rất căng luôn nhá. Đấy, ấy rất căng luôn. Đó, các bác đeo cổ tay, các bác đo. Đấy, 162 này, 52 này. Đấy, 162 trên phút nhá. Đấy, rất là ok. Em mở các chế độ này. Đấy, có các chế độ thay đổi nhá. Rồi là nút on off vào đây. Đấy, cực kỳ ngon, chất lượng luôn. Đó, cái dòng sản phẩm máy đo huyết áp nhịp tim. Đó, thì bên em đang bán cái sản phẩm này với giá là đi 650.000 nhá. Đấy, giá là 650.000 cho một cái sản phẩm máy đo huyết áp nha, 650k cho một sản phẩm máy đo huyết áp nhá. Và bên em sẽ bao ship luôn, 650k bao ship nhá, giá cực kỳ là tốt luôn. Cái sản phẩm tiếp theo lên được bác là một cái dòng loa nghe nhạc của thương hiệu JBL này. Con này nó dạng mini nhá, dạng mini. Đấy, rất là hay nhá. Đây em sẽ lấy thước đo về kích thước cho nhá. Con này các bác mang đi du lịch các thứ rất là nhỏ gọn nhá. Đấy, mang đi du lịch các thứ rồi mang đi chơi, dùng rất là hay. Đấy, con này tổng quan cái chiều dài của nó là đi 19 gần 20 cm này. Đấy, gần 20 cm. Phần đường kính của nó là đi 6 cm rưỡi gần 7 cm này. Đấy, 7 cm này. Đấy, nói chung là rất là nhỏ gọn nhá, chưa đến 20 phân. Đấy, con này thì ở đây nó có các chế độ này. Đấy, to nhỏ này, rồi là play, pause xe các thứ này, M này. Rồi ở đây. Phần này các bác có bên trong này thì là cái phần để chân các bác cắm thẻ nhớ này, hoặc là các bác nghe nhạc bằng USB này, hoặc là các bác cắm trực tiếp cái jack line nó vào một đầu, các bác cắm điện thoại một đầu, các bác
cắm vào cái loa này đó, và bên này thì là cái phần chân sạc đó nhá, và chân sạc đó. Còn đây là nút nguồn bật tắt này, con này mã của nó là Philips 6 nhá, Philips 6 của thương hiệu JBL đấy, hàng nghe là cực kỳ chất lượng luôn. Thì giờ sẽ test cho bác âm thanh nhá. Đây các bác giữ lì nhau nút này, giữ lì nhau nút nguồn đó, nó khởi động lên này, và các bác vào cái phần Bluetooth nhá. Đấy, vào cái phần Bluetooth các bác tìm đến cái mã là Philips 6 nhá. Đấy, tìm đến cái mã của nó là mã Philips 6 này. Đây phải đợi là nó loát lên đó, hiện lên Philips 6 này, các bấm vào đây nó kết nối này, bác đợi chút nó kết nối nhá. Đó, tinh rồi các bác nhá, tinh rồi, kết nối ok nhá. Đây ví dụ các bác vào nghe nhạc thử này, đây em sẽ test cho bác xem nhá, nhạc test loa đi. Đấy, nhạc test loa đây, loa nghe cực kỳ là chất lượng luôn nhá, nghe rất là ấm, bát viếc các thứ ngon lành nhá. Đấy, nghe rất là ngon luôn nhá. Đấy, nghe rất là ngon luôn này. Đấy, đập bình bịch bịch luôn nhá này, các bạn nhìn này. Đấy, đập bát biếc đập rất là ngon luôn nhá. Hàng này là hàng này của nó là hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới nguyên hộp luôn, nghe cực kỳ là thích luôn. Đấy, nghe cực kỳ thích và cực kỳ phê nhá. Đó, thì em báo giá luôn, các bác lên mã cho nó cái sản phẩm loa G1 đi. Loa G1 bên em đang bán cái sản phẩm loa G1 này với giá là 350k cho một sản phẩm này, và bao ship nhá. Đấy, của thương hiệu JBL. Đấy thì nó có hai màu, màu đỏ, màu màu tối, màu xanh, màu đen này. Đấy, nó có mấy màu, 2-3 màu, và em số lượng em còn có ít thôi, còn có 3-4 chiếc thôi, không có nhiều nhá. Đấy, G1 350k một chiếc và sẽ được bao ship nhá. Đây, tổng quan đây, rất là chắc chắn luôn, cầm rất là đầm tay nhá. Đấy, có phần dây đeo luôn này. Đấy, dây treo mang đi mang lại dùng rất tiện nhá. Đấy, 350k cho một cái sản phẩm loa G1 của thương hiệu JBL đấy nhá. Đấy, 350k. Đấy, 350k mã G1 nhá, mã loa G1, các bác lên mã cho mã loa G1 350.000 bao ship. Cái sản phẩm tiếp theo lên bác là cái dụng cụ gãi lưng này. Đấy, con này để bác gãi lưng nhá, những vị trí tay chân mình không với tới thì mình dùng con này gãi lưng rất là hay. Gãi lưng, gãi chân tay các thứ này. Đây này, rút dài ra này, thu vào ngắn vào này. Đấy, thu ngắn vào, và là có phần móc đeo luôn nhá. Đấy, móc đeo rất tiện luôn. Đấy, con này phần này nó là cái dạng dạng nó gọi là dạng sừng nhá, dạng sừng. Nên các bác mà mỗi lần các bác gãi nó kết hợp với cái dạng sừng thì dùng rất là thích luôn nhá. Đấy, 40k cho một cái sản phẩm nhá. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là cái gãi lưng đi. Đấy, gãi lưng bên em đang bán là 40.000 cho một sản phẩm nhá. 40.000 một sản phẩm gãi lưng. Cái sản phẩm tiếp theo lên bác là cái dòng bảng tự xóa này. Đấy, các bác mua về cho con cháu nhà mình có ví dụ học tập, tập vẽ, tập tô, tập vẽ các thứ rồi, hoặc tập viết ấy, thì dùng cho hay, hoặc các bác mua về cho các cháu nhà mình làm nháp. Đấy, làm nháp nó đỡ bị tốn giấy nhá. Ví dụ mỗi lần các bác có tính làm nháp các thứ vào đây. Đấy, dùng xong các bác bấm cho em nút này. Đấy, là tự nó động nó xóa đi nhá. Đây mình gọi là bảng tự xóa, đi kèm thêm sản phẩm thì sẽ có kèm với cây bút này để về các bác viết. Đấy, một cái cây bút các bác viết thì các bác cứ viết thoải mái đây, viết xong các bác xóa cho em. Đấy, bấm cái xóa mất luôn nhá. Đây này. Đấy, rất là ngon nhá. Đây, bấm cái xóa mất luôn. Đấy, rất tiện nhá. Gọi là bảng tự xóa nhá. Các bác lên mã cho em cái sản phẩm là bảng tự xóa đi. Bên em đang bán cái bảng tự xóa này với giá là đi 100k nhá, 100k. Con này màn hình của nó là màn hình 8 inch LCD luôn nhá. Đấy, bảng tự xóa 100k một chiếc nhá. Dùng rất là thích luôn. Đấy, dùng xong các bác bấm cái nút cho em là cái nó xóa đi này. Con này các bác lưu ý là khi các bác mua về thì bên mặc định của nó sẽ là bên khóa nhỉ. Đấy, khóa nhỉ. Về các bác sẽ đẩy cái phần sang phần mở khóa cho em thì các bác phải dùng được nhá. Đấy, các bác lưu ý như thế. Các bác đẩy về cái phần mở khóa cho em thì các bác phải dùng được, còn không là các bác không đẩy là nó sẽ tự động nó khóa như thế là không dùng được đâu các nhá. Đấy, 100k cho một cái sản phẩm bằng tự xóa nhá. Đấy, 100k một chiếc này, giá cực kỳ tốt rồi. Sản phẩm tiếp theo lên bác là cái dòng ô này. Đấy, cái dòng ô dù tự động nhá. Đấy, con này thì dùng rất là hay. Đấy, các bác chỉ cần bấm nút cho em cái là tự động bật ra này. Đấy, nó bật ra nhá. Đấy, bấm nút này tự động nó bật vào này. Đây, dám sẽ quay cái góc rộng cho bác xem, các bác dễ hình dung này. Đấy, hàng này rất là ngon nhá. Đây, hàng cực kỳ ngon, chất lượng luôn. Gọng của nó dạng gọng kép nhá. Đấy, dạng gọng kép nên là các bác dùng rất là bền. Đây, đấy, rất là ngon luôn nhá. Màu xanh này. Đợt này thì nó về những cái màu ví dụ như là màu xanh than này, màu đen này. Đó, rồi là cái màu này là cái màu dạng cái màu tím tím. Nói chung là em không rõ lắm. Đấy, nó có mấy màu cơ bản đấy. Đây thì giờ em sẽ quay cho bác xem này.
đây nhá. Đấy con này thì dùng rất là hay, các bác chỉ cần dùng cái nút này, các bác bấm cho em này. Đấy tự động nó bật ra nhá. Đấy tự động bật ra. Ô thì rất là rộng nhá. Đấy bữa trước em đang đo thì cái ô này đường kính của nó là 1 mét, các bác đi khoảng tầm 2 cho đến 3 người là ok. Đấy đường kính 1 mét các nhá. Đấy đường kính 1 mét này. Đấy các bác muốn thu vào các bác bấm nút này cho em, bấm nút này. Đấy tự động ô sẽ thu vào nhá. Và các bác bấm này. Đấy và các bác thu vào như này. Bấm vào như này. Và bấm cái cho em. Đấy nó sẽ tự động mở ra nào. Bấm cái tự động bập vào. Đấy nói chung là toàn bộ thao tác bằng nút bấm ở trên thân thôi. Dùng rất là dễ nhá. Đấy dùng rất dễ và rất là ngon nhá. Đấy, dùng rất dễ và rất là ngon luôn. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm ô tự động đi. Đấy ô tự động. Em báo giá này. Đấy ô tự động. Bên em đang bán cái sản phẩm ô tự động này với giá là đi 140k nhá, 140k cho một sản phẩm này và bao ship nhá, giá cực kỳ tốt luôn. 140.000 cho một sản phẩm ô tự động này và bao ship nhá, giá cực kỳ tốt, ưu đãi. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái dòng ổ điện vàng 4 lỗ này. Đấy đập không vỡ nhá, đập không vỡ, hàng chuẩn Nhật made in Japan. Con này các bác đập thoải mái cho em luôn. Đấy các bác đập thoải mái nhá, không vấn đề gì luôn. Con này các bác dùng cho công trình xây dựng các thứ này thì chấm hết luôn nhá. Đấy dùng công trình xây dựng các thứ thì chấm hết luôn. Đây. Đấy. Rất là ngon nhá, rất là ngon và rất ok. Đấy. Đây. Đấy, ổ vàng 4 lỗ nhá. Các bác lên mã cho cái sản phẩm ổ vàng 4 lỗ đi. Con này thì 4 lỗ này, gồm có 3 cái lỗ 2 chân này, một cái lỗ 3 chân để các bác cắm đa di năng và có đèn báo luôn nhá, có đèn báo. Đây, phần này các bác đấu dây vào này, các bác chỉ cần tháo cho em hai con ốc ra, lật ngay lên và các bác đấu dây vào. Đây, đấu dây của nó vào đây. Đó và phần cái phần lỗ đeo này rất là ok nhá. Đấy thì bên em đang bán cái sản phẩm ổ vàng 4 lỗ này với giá là 100k nhá, 100k một chiếc. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đập phá thoải mái, không vấn đề gì cũng nhá. Đấy đi công trình công chiếc các thứ con này cho em thì ok luôn này. Đấy 100k một chiếc thôi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo lên cho bác là cái dòng mic hát karaoke thôi nhá. Đấy dòng mic hát karaoke, con này của thương hiệu Tomaha này. Hàng này của nó thì là hàng nguyên hộp luôn nhá, hàng nguyên hộp này luôn. Đây. Tomaha made in Japan, hàng nguyên hộp luôn nhá. Đấy con này thì hát thu rất tốt và không bị nó không bị hú. Đấy không bị hú nhá. Đấy một bộ sản phẩm thì trong này nó sẽ gồm có một cái thân mic chính này, một cái thân mic chính này. Đây em sẽ xoáy cho bác xem cái phần nội thất bên trong nhá. Đấy hàng thì cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng luôn. Nội thất bên trong này quá đẹp, quá tuyệt vời nhá. Đây. Đấy ở trên thân này có nút on off bật tắt này. Đấy on off bật tắt. Đây, chữ này Tomaha made in Japan này. Đấy. Cái phần này là cái phần vỏ inox này để chống gió, chống chiếc các thứ này. Và một cái sợi dây kèm nhá. Dây này của nó là dây dài 5m nhá. Dây dài 5m. Đây dây dài 5m này. Đấy dây có chữ made in Japan luôn nhá. Dây có chữ made in Japan này. Cái phần này này, cái phần này các bác nó thiết kế này. Rất đẹp luôn nhá. Rất tinh xảo, rất đẹp luôn. Nói chung là hàng vô cùng chất lượng luôn. Đấy sản phẩm mic của thương hiệu Tomaha nhá. Các bác lên mã cho em là sản phẩm mic của thương hiệu Tomaha. Bên em đang bán cái full combo cái bộ sản phẩm này. Với giá là đi 350k cho một cái bộ mic thôi nhá. Đấy bộ mic hát karaoke và bao ship nhá. Đấy 350.000 cho một bộ mic hát karaoke và được bao ship, giá cực kỳ tốt. Cái sản phẩm cuối cùng trong video này lên cho bác là cái dòng kéo may này. Đấy kéo may 12 inch thôi nhá. Kéo may 12 inch, hàng chuẩn Nhật made in Japan này. Con này cắt thì cực kỳ là ngon, cực kỳ là chất luôn nhá. Đấy cắt rất là ngon luôn này. Đây này. Cắt siêu ngon luôn nhá. Đấy rất ngọt quá nhá. Đây này. Test những cái kéo may các bác, test ở phần đầu kéo này. Đấy nó có bị vấp hay không là cái phần đầu kéo này. Đấy phần đầu kéo này nó vấp, là vấp hay vấp ở cái phần đầu kéo này, nhưng mà cái đầu kéo nó cắt rất là ngọt luôn nhá. Đây made in Japan. Đấy dòng kéo may 12 inch nhá, rất là ngon, cực kỳ là chắc chắn, dày dẫn luôn nhá. Đấy kéo may 12 inch nhá, các bác lên mã cho em cái sản phẩm kéo may đi. Bên em đang bán cái sản phẩm kéo may này với giá là đi 250k nhá, 250.000 cho một sản phẩm này và được bao ship nhá. Các bác lên mã cho em là sản phẩm kéo may Nhật 250.000 bao ship nhá, giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, 250.000 một chiếc. Là cái dòng bộ dao 6 món này. Đấy cái bộ dao 6 món lâu lắm mới lại có hàng nhá. Đấy bộ dao 6 món hàng nguyên hộp nhá. Hàng nguyên hộp luôn, hàng này cực kỳ chất lượng luôn rồi. Hàng này bên em bán rất là nhiều rồi. Đó thì em sẽ đập hộp mục sở thị cho bác này. Đó thì bên trong hộp của nó sẽ gồm có một chiếc kệ này. Một chiếc kệ nhá. Một chiếc kệ, một chiếc giá để dao nhá. Một chiếc giá để dao. Đó, một chiếc giá để dao như này. Đó, hình kính rất là đẹp luôn nhá. Hình kính cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Này. Đó con này các bác để trên bàn bếp nhà mình quá là sang trọng lịch sự rồi. Đó một cái giá đỡ để dao. Và tiếp theo thì là một cái hộp đựng dao các nhá, hộp đựng dao. Bên trong thì nó sẽ có gồm có 6 món này. Dao giết các kiểu này. Đó em sẽ đập hộp cho bác xem luôn. Từng con một, từng món một luôn nhá. Đó trong hộp này, đầu tiên của nó là một cái kéo này. Một cái kéo cực kỳ ngon chất lượng nhá. Đấy một chiếc kéo cực kỳ ngon chất lượng này. À, một chiếc kéo nhá, rất sắc luôn, cực kỳ ngon này. Đó, rất ok luôn nhá, một chiếc kéo này.
Đó, kéo các bác sắt đây em nhá. Rồi là một cái liếc mài này, một cái liếc mài. Một cái liếc mài này. Đó, con này về các bác giao nhụt các bác lấy các bác gại qua cho em là ok. Đó, một chiếc liếc mài nhá, các bác cắm đây cho. Cắm ở đây. Đó, em quay cao một chút này. Ở đây thì sẽ có là một cái con dao thái này. Đấy, chuyên để lọc với thái luôn nhá, chuyên để lọc với thái, hàng bao sắc, bao dùng, bao xài luôn. Hàng thì cực kỳ sắc bén luôn, con này về các bác thái lọc thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Này, các bác nhìn này. Sắc như nước luôn nhá. Đấy, sắc như nước luôn. Đây, các bác thấy không? Đường giấy đi mịn mìn luôn này. Đấy, quá sắc luôn này. Đó, Japan nhá, Japan Asaki. Cực kỳ chất lượng luôn. Riêng cái dòng bộ dao này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, rất sắc luôn nhá, cực kỳ sắc bén luôn này. Đó. Thì các bác cắm đây cho em. Ngoài ra thì ở đây sẽ có một cái con dao là cái con dao chặt này. Đấy, một con dao chặt nhẹ nhá, chặt nhẹ thái bản to. Đấy, chặt nhẹ thái. Con này thì thường thường dùng chủ yếu là chặt nhẹ thôi nhá. Đấy, chặt ví dụ các bác chặt nhẹ thôi chứ còn chặt to là nó không chặt được đâu. Đấy, vì dòng này của nó khá là mỏng, nó không được dày đâu các nhá. Đấy, thì có nào em nói thế. Đấy, hàng cũng bao sắc bao xài luôn các bác nhìn này. Con dao chặt mà sắc như nước luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Chặt thái bản to nhá. Đấy, chặt thái bản to này. Đấy, bản khá là to luôn nhá. Đó. Và một cái con dao cũng để chặt này. Con này thì bản nó dày hơn một chút này. Đấy, bản nó dày hơn một chút luôn nhá. Bản nó dày hơn một chút. Nên nó hơi vướng ở đây. Đó. Rất sắc luôn nhá. Đây. Asaki này. Đấy, Asaki Japan này. Đó, nó dập này. Các bạn nhìn rõ chưa? Đó, cực kỳ ngon chất lượng nhá. Đó, hàng cũng bao sắc, bao xài, bao test cho bác luôn nhá. Đấy, hàng cũng bao sắc, bao xài, bao test luôn. Đấy. 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 Quá sắc luôn nhá. Đấy, dọc giấy đi. Cực ngon luôn, cực ngọt luôn. Đó, thì tổng quan một cái bộ dao nó đây. Tổng quan một cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món đựng trong một cái giá đỡ như này. Cực kỳ đẹp chất lượng nhá. Đấy, bộ này các bác để trên bàn bếp cho mình thì nhìn cực kỳ là sang trọng lịch sự nhá. Đấy, cực kỳ sang trọng lịch sự này. Đó, cực kỳ sang trọng lịch sự nhá. Đấy thì em sẽ lên giá nhá. Các bác lên mã cho em là cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món. Bộ dao 6 món này. Bộ dao 6 món coi nhá. Đấy, 6 món Nhật. Bên em đang bán bộ dao 6 món Nhật này với giá là 270k một bộ nhá. 270k một bộ trong video này. Thì bên em sẽ bao ship luôn. Đấy, không cần phải hóa đơn trên 400k thì bộ này bên em đã bao ship rồi nhá. Đấy, riêng cái bộ dao Nhật, bộ dao 6 món Nhật này bên em đã bao ship cho các bạn. Hàng cực kỳ sắc chất lượng luôn, dùng rất là ngon tuyệt vời nhá. Đấy thì bên em đang bán cho bác giá là 270.000 cho một cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, 270k cho cái bộ dao 6 món nha. Bao ship giá cực tốt luôn nhá, hàng cực kỳ chất lượng đẹp, ngon. Đó, đây, sáng như gương luôn nhá. Đấy, rất ok luôn. Đấy, để bàn bếp rất là đẹp. Rồi. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng bóng đèn 5 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh lại hàng tiếp tục về nhá. Đấy, dòng bóng đèn 5 cánh, hàng cực kỳ sáng chất lượng luôn. Đây. Đó, 5 cánh này. Đấy, đuôi xoáy nhá. Đấy, đuôi xoáy phổ thông rồi. Đấy, cái dòng đuôi xoáy phổ thông rồi, về các xoáy vào những cái đuôi nhà mình nó ok. Đó, con này thì cái công suất của nó là đi 75W các nhá. 75W này. Đấy, 75W. Và cái điện tích của nó chạy là từ 100V cho đến 240V, nên là các bác đã chạy điện Nhật hay là chạy điện Việt Nam đều ok luôn. Đó. Và cái giá này thì em sẽ để cho bác giá là đi 150k cho một cái quả bóng 5 cánh nhá. Các bác lên mã cho là bóng đèn 5 cánh. Bóng đèn 5 cánh này. Đấy, 5 cánh. 150k nhá, 150k cho một cái sản phẩm bóng đèn 5 cánh này. Sản phẩm này bên em cũng đang dùng chiếu sáng để quay video cho bác đây. Hàng cực kỳ ngon. Đây em sẽ quay cho bác xem đây này. Đây nhá các ơi. Đấy, sản phẩm này thì chính xác này em cũng đang dùng đây. Đấy, phim trường thì cũng chỉ có 2 đến 3 quả thôi, nó cũng sáng rực lên. Các bác quay nhìn cũng rất là rõ về sản phẩm rồi. Đó, thì cũng đang dùng thôi nhá. Hàng thì cực kỳ là sáng luôn. Mà ánh sáng nó rất là rộng, nói chung là ngon, bổ rẻ nhá. Giá chỉ có 150k thôi sản phẩm này thôi. Bữa trước thì bên em đang bán cái bóng này là 180 đấy, nhưng mà đợt này thì giá nó xuống nên là chỉ còn có 150 thôi. Đấy thì bác lên mã cho nó bóng đèn 5 cánh nhá. Công suất là 75W, điện tích chạy là từ 100V đến 240V. Thì bên em đang bán là 150k trong cái quả bóng đèn 5 cánh này. Đấy, hàng bao dùng, bao xài, bao test sử dụng luôn đúng nhá. Đấy, rất là ngon, chất lượng nhá, 75W coi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về được cái lô thắt lưng da cá sấu này. Đấy, thắt lưng da cá sấu này. Đó, thì lại tiếp tục lên video của đến các bác này. Thắt lưng da cá sấu nhá. Thì có mấy màu cơ bản của nó là riêng là màu đen này và màu nâu này.
màu nâu này, hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng nhé, hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn. Đó, hàng thì bao dùng bao xài nhá. Hàng da cá sấu nguyên miếng luôn nhá. Đấy, hàng da cá sấu nguyên miếng luôn này, cực kỳ đẹp chất lượng này. Đấy, mặt quá đẹp luôn nhá. Nói chung là dòng này thì các bác đeo vào thì nhìn thì cực kỳ đẳng cấp chất lượng luôn. Đây. Đây em sẽ bóc một cái màu da này nhìn nó đẹp này. Thì nó có hai màu cơ bản nhá, hai màu cơ bản, một cái màu nâu và một cái màu đen. Đấy, màu nâu màu đen nhá. Đấy, màu nâu màu đen thì hàng này bên em sẽ lựa cho bác luôn nhá. Các bác thích màu gì và bên em sẽ lựa cho bác màu đấy. Đấy, bên em sẽ lựa cho bác màu đấy này. Đó đây. Đó, màu nâu này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Màu đen này. Đấy, màu đen này, cực kỳ đẹp luôn. Mặt mạ vàng luôn nhá, sáng choang luôn nhá. Đấy, mặt mạ vàng sáng choang. Con này thì nhắc lại bác là cái con này dạng của nó là dạng lẫy cài lẫy đẩy này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy này về cho em là cái lẫy này nó sẽ xuống này. Các bác nhìn này. Đó, đẩy cái này thì cái lẫy nó sẽ xuống, các bác xỏ vào và các bác thả ra là tự động nó sẽ bập vào nhá. Đấy, nên là các bác không cần phải về đục lỗ hay các thứ gì nó lằng nhằng mà cái lẫy này của nó bóp thì cực kỳ chặt luôn, không lo trượt. Nên các bác dùng thoải mái luôn. Đó, đây. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng nhá. Dòng da cá sấu nguyên miếng như này. Đó, thì bên em có hai màu cơ bản là màu đen và màu nâu các nhá. Màu đen, màu nâu. Đây, hai màu cơ bản màu đen, màu nâu này. Hàng cực kỳ ngon. Bao dùng bao xài luôn nhá. Đó, thì em báo giá luôn. Anh em lưu ý bác là hàng này của nó là hàng nguyên hộp nhá. Đấy, khi mua thì sẽ có hộp hiếc đầy đủ với bác luôn. Con này thì các bác mua về dùng, rồi thì các bác có thể là mua về biếu tặng người thân nhà mình cũng rất ok. Mua về biếu ông bà cha mẹ anh chị em rồi, hoặc là làm quà sinh nhật. Đó, hàng nguyên hộp như em nhá. Hàng nguyên hộp nhìn rất là sang trọng lịch sự luôn. Đấy, về các bác biếu người thân gia đình này. Đấy, hàng nguyên hộp này luôn. Đấy, đi kèm thêm có hộp hiếc đầy đủ các bác nhá. Hộp hiếc đầy đủ luôn. Đó, thì nguyên hộp như này. Đó, thì em báo giá nhá. Đấy, cái bộ sản phẩm thắt lưng da cá sấu này. Đấy, thì cái bộ này bên em đang bán giá cho bác là 250k một bộ nhá. 250.000 cho một cái bộ thắt lưng da cá sấu này. Đấy, hàng có cả hộp luôn nhá. Các bác lưu ý là hàng có cả hộp này luôn. Đó, 250.000 cho một cái bộ sản phẩm gồm có một thắt lưng và một hộp như này. Đấy, thì có hai màu, màu nâu, màu đen. Thì các bác dùng màu nào thì bên em sẽ lựa cho bác màu đấy nhá. Đấy, dùng màu nào bên em lựa màu đấy. Hàng da cá sấu nguyên miếng này luôn, cắt ra cực kỳ ngon chất lượng nhá. Đấy, hàng đeo càng mềm và càng bóng. Đấy, càng đeo càng mềm càng bóng nhá. Riêng cái dòng da bên em bảo hành bác luôn, càng đeo càng mềm và càng bóng luôn, cực kỳ ngon chất lượng nhá. Đó, 250k cho một cái sản phẩm thắt lưng da cá sấu hàng nguyên hộp như này. Đấy, mua về biếu tặng rất ok luôn nhá các bác nhá. Tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về cái dòng ví da nhá. Đấy, dòng ví da bò nguyên miếng này. Đấy, đã có thắt lưng rồi thì các bác có thể mua thêm ví. Thì để về làm phụ kiện đi kèm. Đó, thì thắt lưng ví luôn nhá. Đấy, mua cả combo luôn. Luôn cũng được, hoặc là mua nguyên ví này về các bác đựng này. Đó, dòng ví da nguyên miếng luôn nhá. Cực kỳ ngon, chất lượng. Đấy, rất là nhiều ngăn nhá. Một ngăn này, hai ngăn này, ba ngăn này, một ngăn khóa luôn nhá. Khóa khiếc ngon lành luôn. Đấy, một ngăn khóa kia con này luôn nhá. Con này thì cái phần ví của nó, cái chiều dài của nó là 24cm này, 24cm nhá. Phần chiều cao của nó là 10cm, nên là các bác yên tâm là các bác đựng được rất là nhiều tiền luôn nhá. Đấy, của ví của nó rất là rộng luôn. Đấy, hàng da bò nguyên miếng, càng dùng càng bóng và càng mềm. Đó, thì có hai màu, bên em có hai màu nhá, màu nâu và màu đen này. Màu nâu này và màu đen này. Đấy, hai màu cơ bản màu nâu và màu đen. Vòng dòng ví da bò nguyên miếng. Ngoài ra thì cái phần này của nó thì rất là nhiều ngăn, ngăn nhỏ, ngăn to có đầy đủ luôn này. Đây này. Đấy, ngăn này các bác đựng thẻ này, ngăn trong này các bác có thể là đựng quỹ đen video đấy cũng được này. Đó, rất là hay. Rồi là ngăn này có một cái ngăn giấy bóng này, các bác để ảnh người yêu đây này. Đấy, rất là ok luôn nhá. Cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đó, dòng ví da bò nguyên miếng. Đó, thì có hai màu, một màu nâu và một màu đen. Đó, thì bên em đang bán cái sản phẩm ví da bò nguyên miếng này với giá là 200k bao ship cơ nhá. Đấy, riêng dòng ví da này thì các bác được bao ship nhá. 200.000 cho một cái sản phẩm ví da bò này và bên em sẽ bao ship luôn. Giá cực kỳ là tốt rồi. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái dòng bẫy chuột này, thông minh này, cực kỳ ngon chất lượng nhá. Con này thì rất là dễ dùng. Các bác cứ lấy hai tay bấm cho em cái này. Đấy, nó vào lẫy đó, là ngon lành luôn này. Đấy, phần này trong này các bác có thể để mồi đi nước đây. Hàng này cực kỳ nhạy luôn nhá. Hàng cực kỳ nhạy và cực kỳ ngon luôn. Đây em lấy cái bìa này chạm cho các bác này, chạm nhẹ cái này. Nhảy luôn nhá, cực kỳ ngon chất lượng này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa ABS cao cấp nhá. Nên là rất là cứng cáp, dày dẫn nhá. Đấy, lò xo đẩy rất là căng tay luôn. Con này dùng các bác cứ dùng này. Bấm cho em cái này. Đấy, vào lẫy cái là dùng thôi. Đấy, các bác để mồi, một tay các bác giữ này, một tay các bác để mồi này. Đấy, và dùng này. Đấy, các bác để những chỗ hàng chuột, cái chỗ nó chuột nó hay chạy qua chạy lại các thứ ra. Rồi là đầu hàng chuột chạy qua cái là dính luôn nhá. Cực kỳ nhạy chất lượng luôn. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Cực kỳ ngon chất lượng luôn này. Đấy, đập phát nào nhảy phát đấy luôn các nhá. Và rất là dễ dùng. Rất là dễ dùng, cực kỳ dễ dùng luôn nhá. Đấy, cứ lấy hai tay bấm em bấm đều tay cái là
dính luôn nhá. Này, lấy hai tay bấm cái này vào lẫy này, đó là dính luôn. Đấy, rất là ngon này cả nhà. Bẫy chuột thông minh nhá, các bác lên mã chen vào cái dòng bẫy chuột thông minh. Bên em đang bán cái sản phẩm bẫy chuột thông minh này với giá là đi 20.000 luôn nhá. Giá cực tốt luôn, 20k cho cái sản phẩm bẫy chuột thông minh này. Đấy, 20.000 một chiếc luôn nhá. 20k cho cái sản phẩm bẫy chuột thông minh. Cực kỳ ngon, chất lượng, chất liệu như ABS cao cấp nhá, rất là dễ dùng. Cứ lấy hai tay bấm cho em cái vào lẫy cái là ngon lành cái nào luôn này. Đấy, lấy hai tay bấm bấm ấn mạnh một chút này. Đấy, là nó vào lẫy kiểu như tạch cái là xong. Đấy, rất là nhạy luôn nhá. 20k cho một chiếc bẫy chuột thông minh này. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng bảng tự xóa này. Đấy, cái dòng bảng tự xóa nhá. Đây, dòng bảng tự xóa, bên em bán rất là nhiều rồi. Đó, dòng bảng tự xóa này. Con này thì cái màn hình của nó là màn hình cỡ 8,5 inch nhá, 8,5 inch. Đi kèm thêm bộ sản phẩm thì sẽ có bút vẽ các thứ như này. Đấy, tại sao là bảng tự xóa thì em sẽ giải thích bác luôn. Các bác cứ lấy bút ghi vào đây nha. Đấy, vì nháp ghi chữ vào đây. Các bác bấm nút vào cho em này. Đấy, tự động nó xóa hết nhá. Và các bác lại viết lại các thứ ra. Đấy thì hay gọi là bảng tự xóa. Đây. Viết các kiểu nhá. Bấm nút cả, mất luôn rồi nhá. Đấy thì hay gọi là bảng tự xóa. Bộ này thì các bác có thể là mua về cho trẻ em là mình học bài này. Rồi là tập viết chữ, tô màu, vẽ hình này. Rồi là mua về cho các cháu làm cái vở nháp cũng được. Bây giờ vở nháp thì cứ phải một quyển sách riêng thì nó hơi bất tiện. Ví dụ là mua về cho các cháu làm nháp, cộng trừ nhân chia ở đây xong là bắt đầu ghi đáp án vào. Đấy, tính toán xong bắt đầu lại bấm nút xóa đi cái, mất luôn luôn nhá. Đó, hoặc là mua về các người lớn thì có thể mua về. Ví dụ là trong cái việc giảng dạy. Đấy, cái việc giảng dạy các bác có thể mua về. Ví dụ như là viết cho học sinh, viết mẫu học sinh chẳng hạn này. Đó thì cũng rất là hay luôn. Nói chung là ứng dụng được trong rất là nhiều việc nhá. Rồi là kỹ sư các thứ kiến trúc là mua về ghi số, ghi má, ghi thông số thứ vào đấy rồi. Đấy, đi công trình các thứ rất là hay nhá. Đó, một cái con bảng tự xóa. Nghĩa là các bác cứ viết vào đây, ấn nút xóa cho em là tự động nó mất hết các nhá. Và các bác lại viết lại từ đầu. Đó, dùng rất hay nhá, thì gọi là bảng tự xóa hoặc là bảng nháp. Đấy, rất ok luôn. Đi kèm thêm là có bút biếc các thứ đầy đủ đi kèm nhá. Đấy, mà giá thì cực kỳ là tốt rồi. Con này thì một cái lưu ý là khi mà các bác mua về thì nó sẽ đẩy mặc định về cái nút khóa này. Đấy, về cái nút khóa này, nếu mà các bác dùng các bác phải đẩy về cái nút mở khóa này thì các bác phải dùng luôn nhé. Còn các bác cứ để cái nút khóa này các bác không viết được đâu. Viết mà các bác ấn là nó không xóa đâu. Nên là các bác phải đẩy về cái phần mở khóa này. Đẩy về phần mở khóa cho em là các bác viết ngon lành luôn. Đó, một chiếc bảng tự xóa nhá. Thì em các bác lên mã xem là bảng tự xóa. Bên em đang bán cái sản phẩm bảng tự xóa này với giá là đi bảng tự xóa này. Với giá là 100k nhá, 100k cho một cái sản phẩm bảng tự xóa này. Đấy, giá cực kỳ là tốt luôn nhá. 100.000 cho một cái sản phẩm bảng tự xóa này. Đấy, 100k một chiếc các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái dòng thảm lau chân này. Đấy, dòng thảm lau chân nhá, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, đấy nó có đợt này nó màu thì rất là nhiều mã luôn. Đây này. Đó. Màu rất là đẹp luôn nhá, rất là nhiều mã, Louis vui tươi rồi các kiểu nhá. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, con gấu này. Đó. Rất là nhiều mẫu nhá. Đấy, con gấu, con chó này giờ này. Đó, đây, màu những cái màu nó, những cái họa tiết nó cực kỳ đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là sang trọng nhá. Con này thì các bác có thể để trong cái phần cửa ra vào này mình để lau chân. Đấy thì con này gọi là thảm lau chân nhá. Phần trên này của nó thì là trần bông. Đấy, trần bông nhá. Để các bác lau chân thì nó thấm rất là tốt, thấm hút cực kỳ tốt luôn. Và phần dưới này của nó là cao su. Đấy, để chống trượt trượt. Con này thì của nó rất là nhẹ luôn nhá. Cầm thì rất là nhẹ luôn. Đấy, nhưng mà của nó có cái lớp cao su này. Nó chống trượt trượt này. Đấy thì các bác để không lo vấn đề nó bị trượt ở cái sàn nhà mình nhá. Mà thứ hai này con này nó nhẹ. Nên là trong cái việc mà các bác vệ sinh giặt rũ thì cực kỳ là nhàn luôn. Đấy, vì nó rất là nhẹ và nó mỏng dính nhá. Các bác nhìn này, nó mỏng dính luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Nó chung hàng này cực kỳ ngon. Bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, thấm hút cực kỳ là tốt nhá. Đây các bác nhìn này. Thấm hút hết luôn này. Đấy, đây này, nước này. Hút hết luôn luôn nhá. Đấy, hút ngon luôn. Đây này. Đấy, hút ngon luôn này, hút hết luôn này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Cực kỳ ngon chất lượng, nói chung là thấm hút rất là ok luôn. Đấy, dòng thảm lau chân. Đấy thì có mấy mẫu cơ bản như này. Đấy, có những cái màu nó đơn giản hoặc là sang trọng lịch sự đều có hết luôn. Nói chung là bộ này các bác để trong gia đình nhà mình thì cực kỳ là ngon chất lượng nhá. Con này thì em sẽ đo về cái kích thước của nó nhá. Đo về kích thước này. Cái kích thước của nó thì cái tổng chiều dài của nó là đi 60 này. Tổng chiều dài 60 nhá. Cái phần chiều rộng của nó là đi 40 này. Đấy, chiều rộng là 40 nhá. Đấy, chiều rộng 40. Nói chung là khá là to tát luôn, 60-40, 240cm nhá. Đấy, rất là to tát chắc chắn nhá. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy thì các bác lên mã cho em là cái thảm lau chân. Đấy, thảm lau chân nhá.
Cái sản phẩm thảm lau chân này thì bên em đang bán với bác giá là 100k một chiếc đó nhá. Đấy, các bác cứ lên mã cho là thảm lau chân 100.000 cho một chiếc này. Đấy, mẫu thì bên em sẽ bốc ngẫu nhiên nhá. Hàng này thì cũng không chọn đâu vì nó nhiều mẫu lắm nên là khó chọn lắm, nhưng là các bác thông cảm nhé. Mẫu bốc ngẫu nhiên. Đấy thì là 100k một chiếc đó nhá. 100k cho một cái chiếc thảm lau chân này. Hàng cực kỳ chất lượng và rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Giặt rũ vệ sinh hoặc là dùng ở gia đình nhà mình nhìn rất là sang trọng lịch sự. 100k một chiếc này. Thấm hút cực kỳ ngon. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái dòng bình thôi nhá. Đấy, cái dòng bình giữ nhiệt này. Đấy, dòng bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt cực kỳ ngon. Các bác cứ lên mã cho là cái bình giữ nhiệt mỏ vịt đi. Đấy, bình giữ nhiệt mỏ vịt. Đó thì nó có hai loại cơ, một loại không giữ nhiệt và một loại giữ được nhiệt. Cái con này em đang cầm trên tay là con của Nhật này. Đấy, hàng made in Japan nhá. Chất liệu là inox 704, hàng inox 2 lớp nhá. Con này thì nó giữ nhiệt khoảng tầm từ 12 cho đến 16 tiếng luôn nhá. Đấy, dung tích thì của nó là 1.8L. Đấy, dung tích 1.8L. Đây phần nắp bên trong này. Inox 304 nhìn rõ chưa? Đó, hàng cực kỳ ngon chất lượng này. Đấy, hình mỏ vịt. Nắp đậy thì rất là dễ thôi. Con này thì các bác cứ xoay chéo này em này. Các bác xoay cái này là về. Đó là các bác đậy nắp là ok. Đậy nắp cực kỳ kín nhá. Các bác xốc thoải mái không ra nước luôn. Và nếu mà mỗi lần bác muốn rót nước các bác đẩy cái này cho em. Đấy, ấn cái này ra. Ấn cái này này. Đấy là tự động cái mồm vịt này nó há ra và các bác đổ nước ra. Đấy, dùng nước bác lại để đẩy lên. Bỏ tay ra thì lại ok. Đấy, cực kỳ ngon nhá. Đấy, em sẽ ghi luôn cái thông số đây này. Các bác lưu ý cho em là lít fix là dung tích là 1.8L nhá, 1.8L và giữ nhiệt là từ 12 cho đến 16 tiếng nhá, 12 đến 16 tiếng cực kỳ ngon luôn. Và cái sản phẩm này thì bên em đang bán với bác giá là 350k nhá, 350k cho một sản phẩm và bên em sẽ bao ship các nhá, bao ship luôn. Đấy, bình giữ nhiệt mỏ vịt 1.8L giữ nhiệt 12 đến 16 tiếng. Thì giá mà em đang bán là 350k bao ship nhá. Hàng chuẩn Nhật made in Japan này. Đây. Đó, made in Japan chữ dập chìm ở dưới phần đáy này. Đó, hàng inox 2 lớp nhá. Tay cầm rồi phần nắp đậy này. Con này thì mở em sẽ hướng dẫn lại bác một cái phần chi tiết nhỏ nhá. Đó thì mỗi lần các bác đậy vào này, các bác mở ra này, các bác đậy vào này. Các bác để chéo này cho em này, để chéo này. Đấy các bác nhìn này, chéo được cái chiều tay cầm này. Xoáy em này. Đấy sẽ vào. Các bác mở các bác lại xoay ngược lại này. Đấy các bác mở ra, rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, dùng thì rất là dễ dùng. Đấy, bấm nút cái mở ra là ok. Đó thì là 350k cho cái sản phẩm bình giữ nhiệt mỏ vịt các bác nhá. Đấy, giữ nhiệt 12 16 tiếng. Đấy, hàng inox 2 lớp. Cầm thì nó cực kỳ là chắc tay luôn nhá. Đấy thì nó có hai màu, màu vàng, màu xanh và màu đỏ đô cơ. Đấy, cả màu đỏ đô nhá. Đấy thì là 350k cho một chiếc. Ngoài ra thì bên em có cái dòng bình không giữ nhiệt này. Đấy, bình này chỉ là bình chứa thôi. Đấy, bình không giữ nhiệt. Đấy thì bên em đang bán cái bình không giữ nhiệt này với giá là 200k bao ship nhá. Con này thì nó là của Đức, thương hiệu Weiling. Đấy, hàng made in Germany. Đấy, con này thì nó cũng đẩy ra như này thôi. Đấy, cũng mở ra như này để bác rót nước này. Đấy, và nắp này nó mở hẳn ra như này. Đấy, con này thì nó không giữ được nhiệt nữa, con này nó chỉ chứa được nước thôi. Ví dụ là các bác dùng những cái dòng bình nhựa ấy, thì các bác đổ nước nóng vào ấy, thì đôi khi mà cái chất nhựa của nó ra thì nó hơi nguy hiểm. Thì các bác chuyển sang qua cái bình này cho em. Đấy, dùng thì nó rất là an toàn vì chất liệu nó là inox 304 thôi. Đấy, hàng này của thương hiệu Weiling rồi. Đấy, rất là nổi tiếng rồi. Con này nó không giữ được nhiệt nhưng mà nó chứa được nước thì rất là ok vì nó chất liệu inox thì dùng thì rất là ngon luôn nhá. Đấy thì bên em đang bán cái bình mỏ vịt không giữ nhiệt như này thì là 200k. Đấy thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác mua làm sao cho nó phù hợp. Các bác muốn giữ nhiệt thì các bác lấy con này thì là 350.000. Còn các bác mua chỉ về chứa nước thôi thì lấy con này thì là giá chỉ có 200k. Hai sản phẩm này thì bên em đều bao ship nhá. Hai sản phẩm bình mò vịt này thì bên em đều bao ship luôn thôi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên đây bác là cái dòng mũ thắt lưng này. Đấy, mũ rồi thắt lưng vải các kiểu nhá. Đấy thì bên em có những cái dòng mũ ví dụ như là màu xám ghi này. Đó, lên form cực kỳ đẹp nhá. Logo thêu tay nhá, đường kim mũ chỉ cực kỳ là sắc sảo, đẹp luôn nhá, cực kỳ ngon. Đấy, dòng này, cái dòng mũ này thì cho bác nào thích sự ngầu ngã quân độ đấy bác mua về cho em. Đó, đeo cực kỳ chất lượng luôn. Đó, rồi là cái dòng dàn di này, mũ dàn di này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó, Air Force này, đấy logo theo tay luôn này. Rồi ngoài ra thì bên em có màu đen này. Đấy, màu đen cũng rất đẹp luôn nhá. Đấy, màu đen nhìn rất là sang trọng lịch sự luôn này. Đấy, logo Air Force nhá, cực kỳ ngon. Đó. Rồi ngoài ra thì có cái dòng mũ tai bèo. Đấy, bác nào hay đi làm hay đi các thứ giờ hoặc là con này đi du lịch các bác đội rất ok. Đấy, cực kỳ là ngầu luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đó, vành mũ các thứ nhá, rất là cứng cáp dày dẫn này. Đó, ngoài ra thì cái phần này có dây thít luôn nhá, dây thít để nhìn cho nó các bác đeo nó ôm đầu đi gió đi máy các thứ là nó không bị bay mũ. Đó, và con này các bác có thể gài như này. Gài như này chưa? Đó thì là nó thành cái tai bèo nhá, thì hay gọi là cái mũ tai bèo đấy. Đấy con này hay gọi là tai bèo. Đó.
khuy khóa đồng luôn nhá. Ngoài ra có lỗ thoáng, lỗ thoát hơi luôn này. Đấy, lỗ thoát hơi bằng đồng luôn nhá, cực kỳ ngon chất lượng. Dòng này thì quá đẹp rồi. Đấy, đường kim mũ chỉ cực kỳ nét luôn nhá. Đó thì bên em đang bán 4 cái sản phẩm dòng mũ như này, gồm có mũ đen, mũ dàn di này. Mũ đen, mũ dàn di này, rồi là mũ tai bèo này, thì bên em đang bán đồng giá thì là 100.000 thôi nhá. Đồng giá thì 100.000. Đó, đồng giá 100.000 là mũ thôi nhá. Rồi ngoài ra thì có cái dòng thắt lưng vải này. Thắt lưng vải UIS này. Đây, thắt lưng vải UIS rất là ngon luôn. Đây. UIS nhá. Đấy, UIS rất là ngon luôn này. Đấy, UIS nhá, 1966 nhá. Đấy, thì cái dòng UIS này thì bên em đang bán cái dòng thắt lưng vải UIS này với giá là đi 140.000 một chiếc thôi nhá. Đấy, con này cái phần lẫy của nó thì cũng rất là dễ dùng thôi. Các bác chỉ cần gập lên nhà là ok, dùng xong các bác đẩy này ra. Đấy, rất là nhẹ nhàng tình cảm nhá. Nó mà khi gập lên nhà mà. Đó, chất liệu của nó là dạng vải dù bệ này. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, cực kỳ chắc chắn và rất là ngon. Đó, thì cái dòng thắt lưng UIS này, đấy, thắt lưng vải Mỹ này thì bên em đang bán là 140.000 một chiếc thôi nhá. Đấy, 140.000 cho một chiếc thắt lưng vải UIS này. Đó, đầu bọc da luôn nhá, không bị xù. Đó, 140.000 một chiếc. Các bác mua cả combo gồm có một mũ bất kỳ và một thắt lưng. Đấy, một mũ bất kỳ và một thắt lưng, ví dụ có bảo cho tôi một combo gồm có một mũ đen và một thắt lưng này thì giá của nó là 230.000 nhá. Nếu mà các bác mua theo combo thì được lợi hơn, thì sẽ được rẻ đi hơn rất là nhiều nhá. Thì là 230.000. Còn khi mà các bác mua hai mũ, ví dụ là các bác mua hai mũ, các bác bảo lấy cho tôi hai mũ đen hoặc là một mũ đen, một mũ dàn di này thì giá là 200.000, bao ship coi nhá. Đấy, giá thì hôm nay cực kỳ tốt luôn. Đấy thì đây em sẽ báo giá lại này. Mũ thì đồng giá 100.000 nếu mà các bác mua lẻ từng chiếc một. Còn các bác mua hai chiếc mũ trở lên thì là bao ship nhá. Còn thắt lưng thì là 140.000. Còn các bác mua combo gồm có một thắt lưng và một mũ thì là 230.000 các bác nhá. Đấy thì là giá của nó là như thế. Và tiếp theo thì bên em về được một ít cái lô sạc các bác nhá. Đấy, cái lô sạc nhanh của Apple này. Đấy, một ít cái lô sạc nhanh Apple. Con này là dòng sạc nhanh, dòng sạc 20W các bác nhá. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng. Kia bộ này thì nó sẽ gồm có một củ các bác nhá. Đấy, một củ này. Một củ sạc các bác nhá và một dây này. Đấy, một dây đi kèm đầy đủ nhá. Về các bác sạc. Con này các bác dùng iPhone dùng iPhone ok. Đấy, dùng iPhone, dùng hệ điều hành Apple ấy. Đó, iOS đấy nhá. Đấy là ok. Một củ và một dây này, dây dài 1 mét này. Đấy, sạc nhanh 20W nhá, vào cực nhanh luôn. Vào cực nhanh luôn nhá, cực kỳ là chất lượng này, 20W này, USB C này. Đó, dây giếc đầy đủ hết nhá. Hàng hộp giếc nguyên hộp luôn nhá. Đấy, hàng nguyên hộp luôn. Đó, một cái combo như này, gồm có một củ một dây. Hàng này thì bên em bán theo cả bộ nhá, không bán lẻ. Các bác thông cảm là không bán lẻ, chỉ bán theo bộ thôi. Đấy, gồm một củ một dây, sạc nhanh 20W. Thì cái bộ này bên em đang bán với bác giá là 250.000. Bao ship nhá. Đấy, 250.000 một cái bộ sạc nhanh 20W nha, bao ship nhá, hàng chuẩn Apple luôn nhá. Đấy, hàng này bảo hành bác luôn, lỗi một đổi một trong vòng 7 ngày luôn. Vấn đề gì bên em lỗi đổi con khác luôn nhá. Các bác yên tâm là sử dụng và mua hàng. Đó, 250.000. Bao ship các bác nhá. Cái sản phẩm đầu tiên trong video này lên các bác là cái dòng tô vít các nhá. Đấy, dòng tô vít cực kỳ là ngon chất lượng này. Đó, rất ok luôn. Dòng này thì bữa trước bên em bán nhưng mà hết hàng. Đấy, đợt này lại hàng tiếp tục về nhá, của Nhật. Nó Japan này, nó hàng cực kỳ chất lượng nhá. Mỗi con tô vít này đa năng, rất là nhiều đầu vít. Đây em sẽ quay bác cái phần đầu của nó trước này. Con đầu này thì của nó có thể là bẻ vuông góc 90 độ này, chéo một góc 45 độ này, thẳng này. Nghĩa là các bác xoáy những cái vị trí, nghĩa là chéo góc 45 độ các bác xoáy được này, vuông góc 90 độ các bác xoáy được này. Đó, ngoài ra con này nó có chức năng đảo chiều nhá. Đấy, chức năng đảo chiều này, đây, xoay đảo chiều đây các bác nhá. Đó, có đây phần các bác lắp cái đầu vít này, có từ hút luôn nhá, từ hút nam châm cực kỳ là mạnh. Còn bên dưới này cái phần đít của nó này, các bác đẩy cái phần này lên nhá. Đó, nó sẽ giang cái phần này ra. Và nó sẽ gồm có những cái đầu vít, ví dụ như là ba ke bốn cạnh dẹt, rồi là tam giác này. Rồi bên này thì nó có hoa thị, hoa thiếc này. Đó, rồi lục giác này. Đấy, nói chung là 14 đầu vít nhá, 14 đầu vít ở bên trong này. Và một cái thân vít chính. Đó, đây thì em sẽ rút tạo nó ra một cái này để các bác dùng, các bác rút ra này. Đấy, các bác rút ra các bác cắm đây cho. Đấy, cắm đây. Và bác lại đậy cái này vào và nó sẽ thành một cây tô vít nhá. Đấy, bẻ biết các kiểu này. Đấy, bẻ xoay các kiểu bên trái bên phải đều bẻ các bác nhá. Đó, rồi là xoay đảo chiều cực kỳ là ngon chất lượng nhá. Một cái cây tô vít đa năng, các bác dùng gia đình hay là thợ thuyền đều ok luôn. Đó, các bác lên mã cho em là cái cây vít V15 đi. Đấy, vì con này của nó gồm có 15 chi tiết này. Đấy, vít V15 thì em sẽ báo giá nhá. V15 này, V15 nhá, V15. Con này thì em báo giá cho các bác là 230.000.
bao ship anh nhá. Đấy. V15 nhá, các bác lên mã cho em là cái cây vít V15 230.000 bao ship. Đó. Những cái đầu vít thì nó sẽ giấu hết đây nhá. Đấy, giấu hết đây. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy lên cho em. Đấy, dùng các bác lại gập vào. Hoặc là dùng xong các bác lại rút cái đầu vít này, các bác cất vào đây. Đấy là không bị rơi ra các bác nhá. Đấy không bị rơi ra, nói chung là rất là đa năng luôn, cực kỳ là hay ho. Một cái con vít cực kỳ là đa năng, gọi là vít đa năng V15 nhá. Vít đa năng V15. Đó, bẻ cổ các kiểu xoay đảo chiều 230.000 bao ship một cây nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên đây bác là cái dòng dao sưu tầm này. Đấy, dòng dao năm đấm nhá. Đấy, dòng dao năm đấm hoặc là X71 được. Nói chung là các bác cứ lên mã cho là cái dòng dao tay gấu đi. Đấy, X71 nhá, 250.000 bao ship. Đấy, con này các bác có thể gập vào gọn như này. Đấy, để các bác dùng. Đấy, mang đi mang lại, mang đi câu đi kẹo, rồi các bác mang đi rừng đi phượt dùng rất tiện nhá. Gọt thái các kiểu, ngoài ra có phần cài đeo này. Đấy, cài đeo. Con này dùng các bác có thể bật lên nhá. Đấy, bật lên này các bác dùng này. Đó, X71 nhá, 250k. Bao ship nhá. Đấy, 250k hoặc là tay dao dao năm đấm nhá. Đấy, con này nó của thương hiệu Monster của Mỹ nhá. Đấy, Monster của Mỹ này. Đó, 250k bao ship nhá, một chiếc dao năm đấm. Các bác có thể mua về sưu tầm hoặc là mua về đi rừng đi phượt đi câu đi kẹo rất hay. Đó, cực kỳ ngon chất lượng nhá. Đấy, có thể bật lên nhá. Đó. Các bác lên mã cho em là dao năm đấm nhá, 250k bao ship. Rồi ngoài ra thì bên em có cái dòng dao một lỗ này. Đấy, dòng dao một lỗ nhá, X62. Đấy, X62 hoặc là X62 được, hoặc là dòng dao một lỗ này. Đấy, con này thì cầm các bác cầm thì rất là vừa tay. Đấy, cầm nó sẽ vòng ôm tay này. Đấy, con này sẽ một cái đường vòng nó ôm tay này. Đấy, cầm rất là vừa tay, các bác có thể gọt thái các kiểu mang đi rừng giếc gọt giếc rất là tiện luôn nhá. Đó, đây logo này, X62 này. Đấy, mã của nó là X62 nhá. X62. Con này thì giá của nó thấp hơn một chút này. Đấy. Đây em sẽ lấy cái tờ giấy ghi cho bác giá nhá. Đây thì các bác cứ lên mã cho em là cái dao tay gấu này. Đấy, tay gấu các bác nhá. Đấy, tay gấu thì là 250k bao ship. Còn cái dòng một lỗ X62 nhá. Đấy, con này thì gọi là bên em hay gọi là dòng một lỗ hoặc là X62 này. Đây mã của nó này, X62 này. Đấy, con này thì là 230k bao ship nhá, 230k bao ship. Hàng dùng cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đó, có phần khuy cài cái kiếc đầy đủ luôn nhá. Đấy, có thể bật ra như này hoặc là các bác gấp gọn vào. Đấy, mang đi rừng đi phượt đi cậu cũng rất ok luôn. Một lỗ X62 230k, còn tay gấu là 250k các bác nhá. Đấy là một số dòng dao sưu tầm bên em. Rồi đấy là một số sản phẩm em trong video ngày nay, thì em xin được kết thúc video đây. Cảm ơn các bác rất nhiều đã luôn quan tâm của em. Bác nào có nhu cầu hàng hóa cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Số em là 0967128399 này. Bác nào ở gần Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam nhá, qua xem trực tiếp cửa hàng của em, mua sắm trải nghiệm cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất. Đấy, các bác xem video đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem cái sản phẩm rồi video mới nhất của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại bác trong những video sau.